Đừng mua thêm những cái tiêu sản nữa các bạn ơi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lọt Khởi Nghiệp. Các bạn đã có đủ quần đủ áo, đừng có nên mua thêm đồ mới. Các bạn đã có điện thoại, đừng có mua điện thoại mới, cố gắng sử dụng điện thoại cũ. Đừng có upgrade cái cuộc sống của các bạn, đừng có sử dụng những đồng tiền vô ích vào những cái tiêu sản các bạn. Hãy sử dụng những đồng tiền đó vào để mà phát triển bản thân các bạn, thu thập thêm kiến thức để các bạn có thể có được nhiều kiến thức về tài chính, kiến thức về kinh doanh, kiến thức về khởi nghiệp, kiến thức về đầu tư để các bạn có thể tăng cái gọi là chỉ số thông minh về tài chính của các bạn để các bạn có thể thành công hơn và giàu có hơn. Thay vì các bạn đi mua những cái tiêu sản đó, các bạn cố gắng đi mua những cái tài sản để bổ sung vào, hỗ trợ các bạn để các bạn thành công. Thì cái video này mình nhấn mạnh một cái về cái chữ mà want. Want là muốn các bạn, need. Need cũng là muốn luôn, chữ want viết tiếng Việt là WANT, chữ need là NEE, chữ D. Cái chữ muốn á, hoặc chữ need, chữ muốn á thì ai cũng muốn hết các bạn, còn chữ need là cái need đó là cái nhu cầu căn bản. Bây giờ mình nói đơn giản thôi, một ngày bạn phải ăn 3 bữa, bạn bắt buộc phải ăn 3 bữa, sáng, trưa và tối, bạn phải uống nước, bạn hít thở không khí. Ở bạn xài điện rồi nước rồi này nọ, nhưng mà bạn phải giữ cho mình ở cái level vừa phải thôi, không có phí phạm. Có nghĩa là nước đi tắm ở bên Úc này các bạn, nó yêu cầu bạn đi tắm trong vòng 2 phút 3 phút, không có ngồi đó tắm 20 phút 30 phút. Các bạn có những cái lúc mà bên này nó thiếu nước, năm 2009-10 nó thiếu nước vì không có đủ nước cung cấp, nó bắt người ta phải tắm trong vòng bao nhiêu đó các bạn. Bây giờ thì đỡ hơn rồi, các bạn cứ tưởng tượng đi, bạn hãy sử dụng tất cả rồi. Có những cái năm đó nó không cho bạn dùng nước để rửa xe luôn nữa kìa, không cho dùng nước để tưới cây luôn á các bạn. Các bạn hãy giữ cái mức thấp nhất có thể, và các bạn không nên mua những cái tiêu sản. Hãy dùng những cái tiền đó để mà có những cái phục vụ những cái việc khác tốt hơn các bạn. Cái need á là nghĩa là bạn cần ăn uống, là chỉ cần mua đủ. Ví dụ như một tháng bạn kiếm được 4.000 đô thì bạn chỉ cần ăn uống là trung bình bạn chỉ cần 1.000 đô hoặc là 2.000 đô, giữ nguyên cái đó. Rồi còn ở kia để tiết kiệm. Mình không có nói tiết kiệm là để giúp bạn giàu có nha. Tiết kiệm là để cho bạn biết cái vận hành cái kiến thức, bạn phải sử dụng cái tiền đó để bạn đầu tư, chứ không phải là tiết kiệm để bạn giàu nha. Bạn phải dùng đòn bẩy. Nhưng mà cái tiết kiệm á có nghĩa là bạn hãy giữ cái mức đó có thể để bạn giữ, để sau này 5 năm, 10 năm sau thì bạn thoải mái hơn. Chứ bạn nếu mà mỗi lần bạn cứ tăng lên hoài là không bao giờ chịu nổi được các bạn. Và cái nào bạn, cái đó là cái nhu cầu tối thiểu của bạn, gọi là cái need. Còn cái want đó các bạn, cái mong muốn đó. Ví dụ như bạn đi chiếc xe Toyota, bạn mua 4.000 là bạn đi được rồi. Còn cái sự mong muốn của bạn, bạn có muốn đi chiếc Audi hoặc là đi muốn Mac hoặc là muốn chiếc BMW là nó tới 20-30 hoặc là 50-100. Đó các bạn. Cái sự need là ở đây, Toyota có thể đi vận chuyển đi được rồi, đi tới đi lui, đi gặp khách hàng, đi giao hàng, đi chở con đi học, chở vợ đi làm rồi này nọ là đủ. Còn cái sự mong muốn nó cao lắm các bạn. Sự mong muốn rất là cao, bạn phải giữ cho mình cái need. Mong muốn ai cũng muốn. Hay là mua cái áo sơ mi bình thường như thế này, bạn mua cái áo sơ mi mấy trăm đô, cái áo này thì chỉ có 40 đô, 50 đô, đó, tùy các bạn thôi. Đó, các bạn hãy giữ mình mức thấp nhất, hãy để dành tiền để mà đầu tư. Để dành tiền cộng với lại phải dùng đòn bẩy nữa thì bạn mới mau chóng bạn thành công và giàu có được các bạn. Các bạn hãy nhớ nhu cầu tối thiểu của mình là bao nhiêu, giữ đúng cái mức đó, rồi sau đó cố gắng 4-5 năm sau đó vượt qua cái giai đoạn được tự do rồi, bắt đầu mình nâng cái level mình lên chút xíu nữa. Chứ có những bạn biết, mình biết á, một là một tháng 4.000-5.000, xài hết 4-5.000 đó luôn, cứ mua có một căn nhà suốt đời trả căn nhà đó luôn. Nhưng mà thật sự á, các bạn có một cái thói quen rất là hại cho các bạn trong tương lai. Ngân hàng nó nói bạn chỉ cần đóng khoảng 1.000-1.500 một tháng thôi, nhưng mà thực sự bạn có khả năng để dành đến 3.000 so với số tiền 5.000 bạn kiếm được, thì có nghĩa là bạn sử dụng 1.500 kia bạn đi ăn chơi hay làm những cái chuyện gì, mua những cái tiêu sản. Thay vì vậy bạn có thể mua 2 căn nhà, rồi dùng những cái đòn bẩy bạn có thể mua 3 căn 4 căn 5 căn trong vòng 5-10 năm là bạn tự do tài chính. Nếu bạn không làm như vậy thì tương lai không lo xa ắt có buồn gần các bạn. Trong tương lai các bạn sẽ bị cái công việc của các bạn nó hành hạ các bạn. Lý do là những cái người mà người ta đầu tư á, trong vòng 5-10 năm người ta đã tự do rồi, người ta không còn phải lo cơm áo gạo tiền nữa. Cái tiền mà bất động sản, cái thu nhập thụ động từ những cái bất động sản
nó trả cho họ tiền đi làm công là vài năm sau, 5 năm, 10 năm là họ đã có cái thu nhập từ những cái căn nhà người thuê nhà trả tiền cho họ. Họ không cần phải đi làm nữa rồi. Bắt đầu bây giờ là họ có thời gian nhiều, người ta nghiên cứu về đầu tư bất động sản, người ta càng ngày càng giàu có hơn. Thì bạn vẫn còn phải đi cày suốt đời. Đến khi bạn nhìn lại, mình có những người bạn, đến khi họ nhìn lại, bây giờ họ đã 50, có những người 40 mấy, 50, 60 tuổi, thì họ nhìn lại họ nói, ôi, nguyên cả đời tôi đi làm, đến bây giờ luôn, 60 tuổi, có những người ông, người bà của mình, chú của mình, bắt đầu nhìn lại nó ước gì nữa mà ước các bạn. Bây giờ các bạn còn trẻ, các bạn không chịu đầu tư, các bạn không chịu học hỏi những kiến thức này. Các bạn thấy không, cuộc sống này nó vậy đó các bạn, nó rất là công bằng và nó cũng không công bằng. Thôi mình nói vậy các bạn nghĩ mình chắc khùng mới nói như vậy đó các bạn. Có bạn nào thấy thì nó bằng cân bằng, còn bạn nào theo cái ý cá nhân của các bạn thôi. Có lúc thì bạn thấy nó công bằng, có lúc nó không công bằng, nhưng thực chất vậy, người nào có kiến thức thì người đó sẽ thành công trong cuộc sống này thôi. Và kiến thức quan trọng nhất là kiến thức về tài chính, kiến thức về đầu tư thì nó mới giúp được các bạn. Còn những kiến thức chuyên môn của các bạn thì chỉ giúp cho các bạn survive thôi, các bạn sống sót được thôi. Kiến thức đó mà nếu mà các bạn, cho dù bạn kiếm được 100.000, 200.000 một năm, nếu mà các bạn kiếm được mức từ 100.000 trở lên, 80.000 trở lên thì các bạn đóng thuế 50% rồi các bạn. 200.000 các bạn tưởng tượng đóng thuế hết 100.000, còn 100.000 bạn cũng sống trên 100.000 thôi. Và nếu những người nào mà có thu nhập 200.000 mà họ biết sử dụng cái đồng tiền đó, họ đầu tư cái này đó, đầu tư cái kia, thì họ thành công nhanh hơn các bạn thu nhập thấp. Và mình nói cho đại đa số mọi người thu nhập khoảng 50.000 một năm, thì các bạn hãy sử dụng đòn bẩy và sử dụng cái đồng tiền của bạn cho nó hợp lý. Đừng có đi mua tiêu sản nữa các bạn. Nhắc lại rất là nhiều lần, đừng có đi mua tiêu sản nữa. Các bạn cứ suy nghĩ kỹ đi, từ lúc mà bạn đặt chân qua Úc hoặc từ lúc các bạn lớn lên, các bạn tính luôn các bạn ở Việt Nam nữa, từ lúc các bạn biết xài tiền tới giờ bạn đã đi mua bao nhiêu cái tiêu sản rồi. Tiêu sản có nghĩa là bạn mua về mà nó không sinh ra cái gì cho bạn hết. Bạn đi mua về xong vài năm bạn dục, hoặc là vài tháng bạn dục, hoặc là bạn mua những cái đó mà không bao giờ sử dụng. Bạn có trong tủ quần áo của bạn có rất những nhiều đồ mà bạn không bao giờ mặc không? Có, là bạn đang mua tiêu sản đó. Bạn có mua những quyển sách mà bạn không bao giờ đụng tới không? Có, là tiêu sản. Bạn có đi mua tập vở mà bạn không bao giờ xài không? Đó là tiêu sản mà. Tiền, đẻ ra tiền. Cái đồng tiền mà bỏ trong ngân hàng đó là đồng tiền chết. Cái đồng tiền tiết kiệm là đồng tiền chết. Cái đồng tiền mà bỏ nó, bạn phải biết được cái dự án tiếp theo bạn đầu tư, thì nó mới là đồng tiền sống. Tiền nó phải di chuyển, tiền nó phải đi làm việc để cho bạn được nghỉ ngơi, được để bạn được thảnh thơi thời gian để đi chơi, đi du lịch chỗ này chỗ kia. Còn nếu mà bạn ngồi một chỗ, bạn đi làm, bạn đi cày, thì đồng tiền nó nghỉ ngơi, nó đi du lịch, thì lúc đó bạn làm cho nó, bạn cày cho nó, thì lúc đó là bạn đến cuối cuộc đời bạn vẫn còn cày. Có những người mình biết họ rất là giỏi các bạn, mà họ không hiểu về tài chính, và hỏi họ trong túi của họ còn bao nhiêu tiền họ cũng không biết, trong tài khoản của họ có bao nhiêu tiền họ cũng không biết. Hay là vậy, hỏi suốt đời của họ có bao nhiêu tiền, tổng cộng lương họ một năm có bao nhiêu tiền họ cũng không biết. Họ có bao nhiêu họ nói có nhiều xài nhiều, có nhiều xài nhiều đó, họ nói vậy đó. Đó các bạn, vậy làm sao được. Ok, mình kết thúc video ở đây. Mình nhắc lại lần nữa, các bạn đừng có đi mua những cái tiêu sản. Từ hồi bạn biết xài tiền tới giờ bạn mua rất là nhiều rồi. Những cái đó bạn nghĩ đi, nếu mà bạn mua những cái đó một năm bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Mình nói đơn giản thôi, mỗi ở bên Úc này ly cà phê khoảng 4 đồng, thì bạn nghĩ đi, một tuần 5 ngày, mình cho 7 ngày, một tuần có 7 ngày nhưng mà bạn uống 5 ngày đi, là một tháng, một tuần á, là bạn 4 nhân 5 là 20 đồng, một tháng là khoảng 80 đồng. Còn mình tính chẳng đi là một tháng thì bạn 100 đô. Đó, một tháng, tháng khoảng 4 đồng. Những bạn nào uống trà sữa nó 8 đồng tới 10 đồng, nó càng mắc nữa, gấp lên nữa. Các bạn nhân đi, có những em uống trà sữa rất là nhiều, các bạn thử nhân đi. 8 đồng một ly trà sữa thì một tháng bạn tốn 200 đô. Mình nói đơn giản thôi, có nhiều bạn uống thứ bảy nhật còn uống ác nữa, nhiều 200 đô nhân 1 năm là bao nhiêu? 200 đô nhân 1 năm là sẽ ra thành 24.000. Ê, 2004. 10 năm sẽ ra bao nhiêu? 24.000. 20 năm bạn tính lấy cái số tiền đó đi đầu tư những cái khác, thì bạn có được cái sự tự do tài chính. Còn thôi bạn cứ cày, luôn luôn cày. Có những người mình biết là họ không thích học những kiến thức này, họ không muốn nghe những kiến thức này, thì tốt thôi các bạn. Trên đời này có rất là nhiều người như vậy. Đó là lý do tại sao mà chỉ có 5% người giàu, và còn lại tất cả những người lại là 95 người trung lưu và người nghèo, là lý do vậy đó. Cái ngã của người ta rất là lớn. Mình khuyên người ta không nghe
thì chấp nhận cái cuộc đời làm công ăn lương thì chấp nhận nghèo thôi các bạn. Xin chào các bạn nha. Các bạn nào thấy hay thì cho mình cái thumbs up và hãy chia sẻ giúp mình cái video này trên tường nha các bạn. Và gửi những đường link của video này cho những người mà bạn yêu mến, những người bạn muốn họ có giàu có xem. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Chúc các bạn một ngày an lành và hẹn gặp lại các bạn video sau.